Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta thì ở mỗi một thời điểm, mỗi một giai đoạn thì chúng ta sẽ có những người để chúng ta hâm mộ, những người để chúng ta thần tượng. Và đó thì cũng là một chủ đề trong chuyện Billy Cà Phê hôm nay của chúng ta. Hãy cùng gặp gỡ biên tập viên nhà báo Hồng Cư cùng với nhà báo Đỗ Giản Hoàng để cùng nói về chủ đề này. Chào Giản Hoàng. Gần đây thì mình vừa mới nhận được một cái tin nhắn của một cô bé sinh viên năm thứ nhất mà nói rằng là em rất thích những buổi trò chuyện buổi sáng mà có mặt của nhà báo Đỗ Giản Hoàng. Em thần tượng nhà báo Đỗ Giản Hoàng. Thôi chết. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là chắc đây cũng không phải là một trong cái tin nhắn duy nhất gửi cho nhà báo Đỗ Giản Hoàng, có đúng không ạ? Thì ngoài tin nhắn email tôi còn nhận được cả thư tay rồi thì cả gặp trực tiếp, ngay cả giới báo chí mình đấy thôi. Tôi nói điều này cũng không xấu hổ tí nào để nói. Các bạn đi tác nghiệp với nhau mấy ngày trước khi về ghé tai tôi nói rằng vì anh mà em đi theo nghề nhà báo đấy. Nhưng phải nói rằng quả thực đấy là những lúc điều đấy cũng lòng cũng thấy vui mà. Bởi vì trong quá trình đi mình thấy rất là tôn trọng bạn ấy, một bạn trẻ rất là say nghề. Thì mình đã từng làm một cái hình mẫu để cho các bạn ấy phấn đấu và các bạn ấy đã theo được như thế là mình thấy mừng. Rõ ràng là tôi thấy trong một cái hành trình để hình thành nhân cách của một con người có thể bắt đầu từ những cô bé, cậu bé ở những cái giai đoạn phát triển như vậy, có được những cái hình tượng xuất hiện trong cuộc đời quả thực là rất là thú vị. Và tôi nghĩ nó chính là động lực để phát triển. Nó là động lực bởi vì là cái thần tượng là một cái mà nó làm cho mình thật sự rung động. Và sự rung động đấy, trước hết nó là một cái rung môi, sau nó là một chất kích thích, nó là một cái cú hích, thậm chí nó là một cái doping để cho mình phát triển. Nó là những viên sỏi, nó là những viên gạch, nó là những bệ đỡ để cho mình có ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Mình cũng rất là yêu thích môn bóng đá và mình rất là thần tượng Lionel Messi. Với cái nghị lực và ý chí của mình thì anh ấy đã trở thành một những cầu thủ xuất sắc nhất của thế giới. Nếu mà có một người thần tượng đấy thì mình sẽ lúc nào mình sẽ coi họ là một mục tiêu để mình phấn đấu. Và như thế thì mình sẽ càng ngày càng cố gắng để đạt được đến tầm đó. Mình cũng đặt ra những cái mục tiêu để mình phấn đấu và mình cũng học hỏi từ những thần tượng của mình rất là nhiều. Như tôi chỉ nghĩ tới một điều. Cái điều này thì tôi nghĩ nó cũng sẽ là sự lo lắng của cả nhân loại chứ chắc chả phải của tôi cả nhà báo Đỗ Giản Hoàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà những đứa trẻ lớn lên hoặc ngay cả đã trưởng thành rồi, khi mà cái hình ảnh của những thần tượng bị chọn nhầm hoặc là do một cái sự nhận thức nó không thấu đáo mà để vô hình chung những cái thứ đấy nó trở thành thần tượng, nó trở thành nguyên mẫu, nó trở thành hình mẫu ở trong trí não những người trẻ, thì cái điều này tôi nghĩ rằng nó là một mối lo rất lớn. Phải khẳng định thêm một tí nữa là thần tượng ảnh hưởng đến cuộc đời con người rất là nhiều. Kể cả bây giờ tôi đi làm, tôi không thần tượng những cái mà ngày xưa tôi thần tượng nữa. Nhưng những cái mà tôi thần tượng ngày xưa bây giờ nó vẫn chi phối hành động của tôi hiện nay. Tôi ví dụ, ngày xưa xem cái họa báo ấy, từ cái hồi bao cấp, tôi rất là thích những cái bức tranh về những cái con vật ở các cái vùng đất xa xôi ở châu Phi chẳng hạn. Sau này nó làm cho tôi một cái quyết tâm là phải đến châu Phi, quyết tâm phải đến bằng được. Hay là sau này tôi đọc Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà Paris ấy. Vâng. Tôi đến Paris bằng được, đến đấy bằng đến được. Đến trước cửa nhà thờ đến Đức Bà. Đến trước cửa đấy mà không thấy Thằng Gù đâu. Nhưng nó chi phối hành động của tôi khi mà tôi đã trở thành một người như thế này rồi. Thế thì bây giờ trở lại bọn trẻ con. Thời mới có thần tượng của thời mới và chúng ta phải tiếp thu, chúng ta phải trân trọng. Vấn đề là cái thần tượng đấy làm cho con cháu chúng ta đi đúng đường và làm giàu có tâm hồn của nó, giàu có tuyệt vời trong hành động của nó. Nhưng còn có những thần tượng rất là đáng sợ. Tôi ví dụ thần tượng phim Hàn Quốc, một nhân vật trong phim Hàn Quốc đi và bị đánh. Thế mà ba cô gái người Mông ở trên Điện Biên buồn ra đầu bản nắm tay nhau ăn lá ngón chết. Và còn để cả thư nói về điều đó. Tôi rất là ám ảnh cái chuyện đó. Nó là mông muội. Chuyện mà anh vừa kể thì đúng là thật là bi kịch. Còn chưa kể nhé, thần tượng những cái bộ phim của Hàn Quốc sau đó thì thần tượng sang đây khóc lóc rồi thì ngất xỉu. Đứng lên khỏi chỗ đấy là một... thì còn thơm ở vào ghế đúng không ạ? Đấy lại hôn cả vào ghế đấy. Chúng ta sẽ làm thế nào để sinh ra một cái loại như vậy? Mà nếu nó là con chúng ta phải dùng cái từ đúng là một cái sự dị dạng, một cái sự quái thai. Thì ai là người chịu trách nhiệm về cái việc đấy? Các nhà xã hội học đâu? Các nhà văn hóa đâu? Các nhà tâm lý giáo dục đâu? Và bố mẹ các cháu đâu? Và nếu như ngày mai con tôi đi hôn ghế của một cái diễn viên Hàn Quốc ở một cái sân vận động nào đó đang giao lưu thì tôi cũng chết đứng mà nhìn, tôi cũng biết làm thế nào được, đúng không ạ? Vấn đề tôi tin là con tôi không bao giờ làm việc đấy. Tôi muốn nó thần tượng những cái thần tượng thật đẹp và tôi muốn những cái thần tượng đấy đã thổi một cái ngọn lửa sáng tạo cho nó bằng cách gì? Bố muốn trong mùa hè này con đọc quyển sách này, bố muốn ngày hôm nay con xem bộ phim này cùng bố,
con đi giao lưu với các bạn trẻ cùng với bố để xem bố nói gì và các bạn ấy nói gì và các bác, các chú, bạn, bố nói gì với giới trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ là trước khi mà để đứa trẻ mà chúng có thể tìm ra được thần tượng của chúng thì có lẽ là cái tấm gương mà trước mặt chúng gần nhất lại là bố mẹ mình. Vâng, nếu bố mẹ mình không phải là một vĩ nhân, không phải là một cái gì cả, tầm thường như tôi thôi nhá, thì là mình phải định hướng. Chúng ta có những cuốn sách của những vĩ nhân cơ mà. Napoleon đâu, đúng không ạ? Quang Trung đâu, đúng không ạ? Lê Lợi đâu, đúng không ạ? Có rất nhiều các tấm gương khác. Thế còn chúng ta bỏ rơi con cháu chúng ta trong chính cái gia đình có vẻ như êm ấm của chúng ta thì nó sẽ sinh ra cái loại thần tượng như vậy thôi. Làm thế nào để có thể xây dựng được những hình tượng giúp những đứa trẻ lớn lên để có được những cái hình tượng đẹp, những cái sự tử tế trong cuộc sống thì tôi nghĩ là cả một câu chuyện rất là dài. Phải có kế hoạch và nuôi dưỡng hình tượng. Tôi ví dụ những cái cá nhân kiệt xuất ảnh hưởng đến thế giới này nhiều hơn là đám đông. Và chúng ta phải cho nó hiểu rằng những cá nhân đấy là ai, họ đang sống như thế nào, họ đã có một tuổi thơ như thế nào, họ đã chật vật như thế nào và họ đã làm thay đổi thế giới này như thế nào để thổi bùng lên trong nó một cái khát vọng là mình phải làm một cái gì đó. Chúng ta phải liên tục làm cái đó. Mỗi một người có 1, 2, 3 đứa trẻ đúng không? Và chúng ta phụ trách cái đứa trẻ của mình. Tôi nghĩ cái điều đấy nó cần thiết hơn cái việc là chúng ta nghĩ đến chuyện xa xôi. Nhưng mà cũng phải nói lại là cuộc sống này không dễ gì để làm được việc đấy. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải thật sự là hy sinh cho con cái và hy sinh cho những đứa trẻ ở cái xã hội này. Chứ không phải riêng con chị đẻ ra đâu nhé, thì mới làm được. Chứ còn cái sự ích kỷ thì rất là nguy hiểm. Và nguy hiểm hơn là sự ích kỷ đấy sẽ bị quả báo ngay lập tức, không phải chờ đến cái gì xa xôi đâu. Chị không kính trọng bố mẹ chị thì làm sao con chị kính trọng chị được. Chị không có hiếu với bố mẹ chị thì đừng mong nó có hiếu với chị. Chị xả rác trước mặt nó thì đừng mong ngày mai nó không đi xả rác. Chắc chắn tôi nghĩ rằng là để nói những điều rất xa xôi là tạo những hình tượng, những hình ảnh đẹp trong đầu óc của con trẻ thì chắc chắn mỗi ông bố bà mẹ hãy trở thành một cái hình tượng bằng những hành động, những việc làm tử tế. Chị cứ kiếm tiền đi, chị cứ vươn lên trước nọ trước kia đi và chị cứ làm việc như một người đàn bà thành đạt đi. Nhưng chị đừng quên một trách nhiệm nữa là chị phải làm thần tượng để con cái chị nó thấy chị là một hình mẫu tương đối lý tưởng. Và còn nhiều đứa trẻ khác nữa, trong đó có con tôi ví dụ như thế, là thần tượng nhà báo Hồng Cư, hay là con chị thần tượng nhà báo Đỗ Xuân Hoàng, tôi ví dụ như thế. Và chúng ta phải làm thêm một cái nhiệm vụ đấy nữa, mà lâu nay người ta vẫn quên cái chuyện đấy. Điều đấy tôi nghĩ là cần thiết vô cùng. Nếu như tôi gặp được nhiều bạn trẻ nói rằng vì tôi mà các bạn ấy theo nghề báo thì tôi rất là hạnh phúc. Nhưng đấy cũng là một trọng trách, đừng để cho họ sụp đổ. Và tôi còn tiếp tục phải làm cái bức tượng đấy nữa. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta có thể ghi điểm được trong lòng của một người nào đấy, sau đấy thì câu chuyện nó còn dài hơn nữa. Nó còn là một quá trình tu dưỡng và rèn luyện để có thể giữ được cái danh đấy trong lòng của một ai đó, có thể gọi là chóc ngưỡng mộ ta đi. À, tôi ngắt lời chị nhé. Đôi khi tôi còn xúc động, tôi nghĩ này, tôi không thể xấu được, tôi không thể hư được, tôi không thể đổi bại được. Bởi vì phía sau tôi còn rất nhiều người họ đau khổ nếu tôi đổi bại. Ví dụ như gia đình tôi nhé, tôi đặt tên hai đứa con tôi đều tên là Đỗ Doan Hoàng x gì gì đó, và hai đứa con anh trai tôi đều tên là Đỗ Doan Hoàng x gì gì đó, Đỗ Doan Hoàng Duy, Đỗ Doan Hoàng Nguyên, Đỗ Doan Hoàng Minh, Đỗ Doan, tức là nhà tôi có 6 đứa trẻ là Đỗ Doan Hoàng và tôi là 7. Tôi là Đỗ Doan Hoàng không, tôi không có cái đuôi gì nữa, thì hình dung ra không. Và lúc tôi nói đùa, tôi bảo thằng này mà hư, thằng này mà mất dạy, thằng này mà bất hiếu thì hỏng hết cả 6 thằng kia. Cái trọng trách nó chỉ trong gia đình của chị như thế thôi, còn chưa kể cái trọng trách ở cái trường đại học mà tôi hay nói chuyện. Đó chính là cái trách nhiệm. Chính những cái người đấy họ quý mến, họ ngưỡng mộ mình ấy, họ là động lực để cho mình tiếp tục tử tế và tiếp tục phấn đấu. Mình có trách nhiệm đối với họ,
chứ không phải họ có trách nhiệm tiếp tục thần tượng mình. Vâng. Mình có trách nhiệm xứng đáng để họ tiếp tục thần tượng. Và đôi khi muốn buông xuôi cũng không thể buông xuôi được. Tôi nghĩ là đấy mới là cái thâm thúy của cái chữ thần tượng trong xã hội. Tôi nghĩ rằng là ở cái việc mà mình trở thành thần tượng của một ai đó, nhưng cái việc mà để mình nuôi dưỡng cái hình ảnh của mình trong lòng mọi người thì là cả một số quá trình. Tôi xin được nhắc lại, đó là một sự rèn luyện rất lớn và nó còn là một cái trách nhiệm nữa. Nó không chỉ dừng đấy để chúng ta hưởng thụ một cái niềm vui coi như là bỗng lóe lên trong cuộc đời của chúng ta đâu. Đúng, đúng. Rất mong rằng khi ai đó mà ngồi lắng lại nghe câu chuyện của nhà báo Doãn Hoàng thì sẽ rút ra được cho mình một điều gì đấy. Nhưng riêng tôi thì tôi mong cho tất cả mọi người có được cái nhận thức đúng đắn về chữ thần tượng. Rất là cảm ơn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Cảm ơn chị.